Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Mọi người có thắc mắc là người quản họ sẽ học tiếng Hoa như thế nào không? Hôm nay để mình kể cho mọi người nghe một cái trải nghiệm có phần nhức nhức cái đầu của mình khi là một người quản đang học tiếng Hoa nha. Thật sự mà nói thì nếu mà biết tiếng quản thì tiếng Hoa cũng sẽ có nhiều từ phát âm na ná nhau. Đầu tiên đó là cái từ này. Mọi người thấy quen không? Cái từ này mọi người sẽ thấy hầu hết những cái người Hoa họ dán rất nhiều, nhất là vào dịp Tết đến xuân về nữa. Trên cái nền đỏ có cái chữ vàng vàng này. Chữ này tiếng Việt nghĩa là từ phúc, hạnh phúc. Tiếng Hoa phát âm là từ phổ. Nhưng phổ trong tiếng Quảng lại là đắng. Kiếp nạn lần một của mình á, khi mà biết cái từ này tiếng Hoa đọc là phổ thì mình trước đó mình có thắc mắc là ủa lầu xưa phổ không phải là đắng cay hả? Lầu xưa mới nói là phải, phổ là đắng khi mà nó là tiếng Quảng, còn đằng này đang phát âm tiếng Hoa phổ mà, phổ là hạnh phúc mà. Sau khi đã học được rồi đấy thì vào mấy ngày Tết khi mà ở nhà thì mình phải nói tiếng Quảng. Cái mình bị liệu khi mà chỉ lên những cái từ này nè. Khi mà ở nhà chỉ lên mấy cái từ này mà nói ủa à má, ý co hay phổ cứ lặp lại từ phổ hoài. Má mình nói phải, không, mấy ngày Tết không có được nói phổ, nói như vậy là cấm kỵ. Thì tiếng Quảng lại phát âm là từ phúc, y chang tiếng Việt luôn. Câu chuyện ngắn thứ hai đó là về trái cà chua. Mọi người biết vì sao mà khi mà một ai đó đang trình diễn trên sân khấu muốn đuổi họ đi về, muốn đuổi họ đi xuống, người ta thường chọn trái cà chua thối không? Tại vì á, này là theo suy nghĩ của mình thôi nha, khi mà học xong cái bài trái cà chua thì mình mới biết là trái cà chua tiếng Hoa người ta phát âm là fan trẻ. Nhưng fan trẻ trong tiếng Quảng á, nó lại là đi về, đồng âm. Nó là như vậy. Mình đi từ ngỡ ngàng ngơ ngác cho đến mức lẹo lưỡi và phát âm lộn hoài luôn. Và trái cà chua trong tiếng Quảng là fan khẽ. Ok chưa? Tiếng Hoa trái cà chua là fan trẻ. Tiếng Quảng là fan trẻ. Ê. Từ, lộn nữa rồi. Trái cà chua tiếng Hoa là fan trẻ, tiếng Quảng là fan khẽ. Nhưng tiếng Quảng của fan trẻ lại là đi về. Cốt lõi nó là như vậy. Ok, đó là hai câu chuyện ngắn khi mà trong cái quá trình mình học tiếng Hoa mình bị lẹo lưỡi. Cảm ơn các bạn đã xem chiếc clip này, hy vọng các bạn sẽ không bị rối não. Cảm ơn đã quan tâm và xem hết chiếc clip này một lần nữa ha, và đã để mình có cơ hội tạo ra một vai khác biệt, nhưng mà có thể trong trường hợp này là một vai lẫn lộn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.